Tổ chức ân xá quốc tế cho hay các cuộc tấn công nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền trên toàn cầu đã đến giai đoạn khủng hoảng. Số liệu từ tổ chức Frontline Defenders cho thấy 281 người đã thiệt mạng vì bênh vực nhân quyền trong năm 2016, so với 156 người vào năm trước đó. Trong bối cảnh hiện tại, với những hành động chúng ta chống lại họ, bôi xấu, một cuộc tấn công tôi cho là thực sự nhắm thẳng vào nhân quyền. Điều quan trọng là chúng ta đánh giá tình hình và kêu gọi các chính quyền phải ngừng các cuộc tấn công đó ngay lập tức. Ở Nga, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng việc đàn áp các nhà hoạt động nhân quyền đang gia tăng với lệnh cấm các tổ chức phi chính phủ. Các cuộc biểu tình hồi đầu tháng này đánh dấu kỷ niệm các cuộc biểu tình chống Tổng thống Vladimir Putin. Một số nhà vận động nhân quyền đã bị bắt giam. Họ kích động chúng tôi và khiến chúng tôi phải chống cự quyết liệt hơn. Họ chứng tỏ là luật pháp ở Nga không có giá trị gì cả. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trường hợp tương tự dường như đã diễn ra ở một số nước nhằm đối phó với các nhà hoạt động. Chỉ trong tuần trước, Hungary cố đưa ra một dự luật tương tự như của Nga, làm cho việc lập hội và đấu tranh cho nhân quyền trở nên rất khó khăn nếu bạn nhận tài trợ từ nước ngoài. Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc đã vô lý đàn áp nhân quyền sau cuộc đảo chính bất thành hồi năm ngoái. Hàng chục ngàn người đã bị bắt hoặc sa thải. Ankara tuyên bố đó là một phần của một âm mưu lớn chống chính quyền. Ngoài việc bị câu lưu, bắt cóc và giết hại, Tổ chức Ân xá Quốc tế nói rằng các nhà bênh vực nhân quyền trên toàn cầu còn bị tấn công trên mạng. Công cụ giám sát được sử dụng để theo dõi các hoạt động. Các chiến dịch bôi nhọ được phát tán trên truyền thông xã hội nhằm thúc đẩy các hành vi thù địch. Họ bị cáo buộc là khủng bố, là tội phạm, là bênh vực sự vô đạo đức. Tổ chức Ân xá Quốc tế hy vọng chiến dịch Brave của họ sẽ nêu bật tình trạng ngày càng tồi tệ của nhiều nhà hoạt động nhân quyền trên toàn thế giới, những người được cho là thường ở tuyến phòng thủ cuối cùng trong một xã hội tự do.